xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Thủ lĩnh Hamas và Ngoại trưởng Iran bàn mọi cách ngăn Israel không kích Gaza. Israel tiến hành hàng chục cuộc không kích Gaza trong đêm, tiêu diệt phó tư lệnh lực lượng tên lửa Hamas cùng nhiều chỉ huy cấp cao. Tướng Israel từng bố nóng, thời gian bắt đầu đếm ngược cho Hamas cách Ukraine đối phó không quân Nga bằng tên lửa Mỹ. Lực lượng Ukraine thành công chiếm giữ các vị trí ở tảng ngạn nhập rồ, sự hoảng loạn xuất hiện trong hàng ngũ quân Nga. Nạn nhân đầu tiên của tên lửa Atlas, sĩ quan cấp cao của Nga đã bị tiêu diệt ở Berdyansk. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thiên Yến muốn chào quý các khán giả đang xem tin tức trên kênh News. Thủ lĩnh Hamas và ngoại trưởng Iran bằng mọi cách ngăn Israel không kích Gaza. Quý vị thân mến, thủ lĩnh chính trị Hamas và ngoại trưởng Iran đã thảo luận cách sử dụng mọi phương pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Hamas cho biết quan chức đứng đầu cơ quan chính trị của nhóm này, Ismail Haniyeh, đã nhận được điện thoại từ ngoại trưởng Iran, Hossein Amir. Abdullahian vào cuối ngày 22 tháng 10 để thảo luận về cách sử dụng mọi phương pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza. Họ cũng thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc tấn công của Israel nhằm vào giải Gaza. Hamas cho biết qua nền tảng nhắn tin Telegram. Nhà lãnh đạo tối cao Iran, Antalullah Ali Khamenei cho biết Tehran không liên quan đến cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel hôm 7 tháng 10, nhưng đã ca ngợi cuộc tấn công phái đoàn ngoại giao iran tại liên hợp quốc cũng khẳng định chúng tôi kiên quyết ủng hộ palestine tuy nhiên chúng tôi không tham gia vào phản ứng của palestine vì nó chỉ do chính palestine thực hiện theo các quan chức mỹ hiện tại không có thông tin trực tiếp cho thấy iran có liên quan đến các cuộc tấn công này nhưng washington tin rằng iran rõ ràng là đồng lõa trong các cuộc tấn công của hamas ở israel Israel tiến hành hàng chục cuộc không kích Gaza trong đêm, tiêu diệt võ tư lệnh lực lượng tên lửa Hamas cùng nhiều chỉ huy cấp cao. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo, quân đội của nước này đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu của lực lượng Hamas ở giải Gaza trong đêm 22 tháng 10. Phóng viên Nick Robertson của đài CNN cho biết, các cuộc tấn công vào ngày 22 tháng 10 là vụ bắn phá kéo dài nhất ở phía bắc Gaza mà ông từng chứng kiến kể từ khi bắt đầu đưa tin từ miền Nam Israel hai tuần trước. Thầy tướng đứng đầu quân đội Israel Daniel Hagari, có chỉ huy lực lượng tên lửa Hamas và hàng chục kẻ khủng bố đã thiệt mạng trong các cuộc không kích này. Ông cũng nói thêm rằng số công tin bị bắt giữ ở Gaza đã tăng lên 212 người. Báo cáo cho biết, những tuyên bố này được đưa ra sau khi tướng Hagari hôm thứ Bảy cho biết lực lượng phòng vệ Israel sẽ tăng cường các cuộc không kích vào Gaza. Trước đó, vào cuối ngày 21 tháng 10, quân đội Israel nói rằng lực lượng của họ sẽ tăng cường các cuộc không kích ở Gaza. Một quan chức cấp cao Israel cho biết sẽ không có lệnh ngừng bắn ở Gaza trong bối cảnh Mỹ và Qatar nỗ lực giải thoát hơn 200 con tin bị Hamas bắt giữ. Quan chức này nói rằng họ không biết đến lời kêu gọi của Mỹ về việc trì hoãn chiến dịch trên bộ dự kiến của Israel ở Gaza Đồng thời cho biết, cả Israel và Mỹ đều muốn tất cả các con tin được thả càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, quan chức này nói thêm, những nỗ lực nhân đạo không được phép ảnh hưởng đến sứ mệnh tiêu diệt Hamas. Tướng Israel tuyên bố nóng, thời gian bắt đầu đếm ngược cho Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 10 đã nói với các thành viên không lực quốc gia rằng hoạt động trên thực địa tại Gaza có thể mất 3 tháng, nhưng cuối cùng Hamas sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bộ trưởng Kalen nói, điều này cần là hoạt động trên mặt đất cuối cùng tại Gaza, bởi vì lý do đơn giản là sau hoạt động đó sẽ không còn Hamas nữa. Thông tin này cũng được nhiều phương tiện truyền thông loan tin. Ông Kalen khẳng định, sẽ mất 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nhưng cuối cùng sẽ không còn Hamas. Ông Kalen nói thêm rằng, Trước khi kẻ thù nhìn thấy lực lượng thiết giáp và bộ binh thì chúng đang chứng kiến bom đạn của không lực. Bộ trưởng ca ngợi các thành viên không lực cho đến nay đã tác chiến chính xác và chất lượng cao. Sau khi Hamas bất ngờ tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10, quân đội nhà nước Do Thái đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị và đã bắt đầu phạch ra kế hoạch xâm lược Gaza. Mặc dù Bộ trưởng Galan gần đây nhiều lần tuyên bố rằng lực lượng phòng vệ Israel, viết tắt là IDF, đã sẵn sàng tiến hành một hoạt động quân sự trên thực địa như vậy, nhưng lệnh tấn công xâm lược chính thức vẫn chưa được ban hành. Các công tin quân sự Israel đầu tiên đã nói với tờ The Times của Anh Quốc rằng thời tiết xấu, nhiều mây đang cản trở kế hoạch hoạt động trên mặt đất, trong khi các báo cáo truyền thông khác dẫn lý do Israel trì hoãn xâm nhập Gaza là bởi phi lo ngại rủi ro gây thương vong lớn cho thường dân Israel hoặc lo ngại bị các chiến binh Hezbollah can thiệp. Hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 10, hãng tin Bloomberg báo cáo rằng Mỹ và một số quốc gia đồng minh của Mỹ tại châu Âu đang gây sức ép lên Israel phải hoãn hoạt động quân sự trên mặt đất tại Gaza, cho đến khi việc thả tự do cho con tin được đàm phán. Trong khi đó, anh tạc cơ của Israel vẫn đang tiếp tục ném bom đạn xuống Gaza trong hơn 2 tuần qua. Phát ngôn viên IGF Daniel Hagari đã nói rằng chiến dịch không kích có thể được tăng cường trước khi triển khai hoạt động trên mặt đất Chiến dịch không kích của Israel vào Gaza từ ngày 7 tháng 10 cho đến nay đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng mà họ cho là do Hamas sở hữu. Theo Bộ Y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel vào Gaza cho đến nay đã khiến cho gần 4.700 người thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương, đa số là dân thường. Mặc dù Israel khẳng định rằng thường dân tại Gaza sẽ được an toàn nếu họ sơ tán về phía nam của giải đất hẹp này, nhưng các máy bay quân sự của nhà nước Do Thái được cho là vẫn nhắm tới các mục tiêu ở Nam Gaza bao gồm cả một trại tị nạn và các tòa nhà dân sự tại thành phố Khan Chonit. Gaza là một dải đất hẹp nằm bên bờ Địa Trung Hải và bị vây quanh bởi Ai Cập và Israel. Nhà nước do Thái Israel đã chiếm đóng và xây các khu định cư tại Gaza từ năm 1967 cho đến năm 2005. Trong những năm qua, Israel đã tiếp tục cung cấp các nhu yếu phẩm như nước và điện tới vùng lãnh thổ có đông đảo người Palestine sinh sống này. Bộ trưởng Galilee trong bài phát biểu với các nhà lập pháp tại Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel, hôm thứ Sáu, ngày 20 tháng 10, đã nói rằng Israel sẽ không còn chịu trách nhiệm cho cuộc sống hàng ngày tại giải Gaza một khi các cuộc chiến tranh hiện tại kết thúc. Cách Ukraine đối phó không quân Nga bằng tên lửa Mỹ Theo tờ Kiabos, Ukraine đã tăng cường khả năng phòng không trong những tháng gần đây và tuyên bố bắn hạ 5 máy bay tấn công Su-25 của Nga trong khoảng thời gian 10 ngày. Các vụ việc trên chủ yếu xảy ra ở các khu vực diễn ra giao tranh ác liệt trên bộ bởi Su-25 phóng tên lửa tầm ngắn, không dẫn đường để tấn công mục tiêu sau các cuộc tấn công của máy bay ném bom hạng nặng. Các chuyên gia cho biết, Su-25 là loại máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô có uy lực mạnh mẽ, được thiết kế để chống lại một số cuộc tấn công bằng tên lửa và hóa lực vũ khí nhỏ, khiến Su-25 trở thành một máy bay quan trọng. Người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở phía Nam, ông Oleksandr Stepan cho biết, các máy bay này không thể tấn công từ khoảng cách xa. Do đó, máy bay của đối phương phải bay đến gần hơn và kết quả là chúng tôi đã bắn rơi 5 máy bay trong 10 ngày qua. Theo Business Insider, đây là mức độ tổn thất về máy bay chiến đấu chưa từng có kể từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Quân đội Ukraine thường sử dụng các tên lửa phòng không phát phai như Krom của Ba Lan và Stinger của Mỹ để bảo vệ các vị trí tiền tuyến trước các cuộc tấn công của SO-25. Tuy nhiên, một số báo cáo chỉ ra rằng kho tên lửa phòng không của Ukraine, đặc biệt là Stinger, đã giảm dần. Ukraine đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ để bổ sung kho vũ khí phòng không và tên lửa AIM-9 nằm trong danh sách này. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết đợt viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine sẽ bao gồm đạn AIM-9 dành cho hệ thống phòng không mới mà Washington sẽ sớm chuyển giao cho Kiev. Đây là một phần của gói hỗ trợ quân sự trị giá 200 triệu đô la. Vào tháng 5, Canada cũng thông báo sẽ gửi 43 tên lửa M9 Sidewinder cho Ukraine. Theo không quân Mỹ, M9 Sidewinder là tên lửa không đối không siêu âm, tầm diệt, được trang bị cho máy bay chiến đấu, có đầu đạn nổ mạnh và hệ thống dẫn đường tầm nhiệt hồng ngoại. Trong khi đó, Anh cũng cung cấp tên lửa không đối không M-132 AS Dragon tiên tiến cho Ukraine. Các hệ thống tên lửa ATAS mới được trang bị cho Ukraine cũng đã tăng cường khả năng tấn công nhằm vào lực lượng không quân Nga. Tuần trước, Ukraine tuyên bố đã sử dụng tên lửa tầm xa ATAS trong các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay cổ Nga ở Berdyansk và Lugansk. Trong một bản cập nhật tình báo, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có khả năng 9 chiếc trực thăng đã bị phá hủy tại Berdiansk và 5 chiếc khác bị phá hủy ở Lugansk. Nhưng theo một báo cáo mới từ OSINT, theo dự án Oris thông báo, số lượng trực thăng Nga bị phá hủy trong các cuộc tấn công bởi tên lửa ATAX lên tới con số 24. Theo thông tin của họ, do cuộc tấn công, 7 trực thăng Ka-52 Alligator và 2 trực thăng Mi-8 đã bị phá hủy. 15 máy bay trực thăng khác, 8 chiếc Ka-52 và 7 chiếc Mi-8 bị hư hại. lực lượng Ukraine thành công chiếm giữ các vị trí ở tả ngạn Dnipro. Sự hỗn loạn xuất hiện trong hàng ngũ quân Nga. Các lực lượng của Nga đang nỗ lực ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm tiếp tế và củng cố các vị trí mới chiếm được ở bờ trái của sông Dnipro. Tuy nhiên, hành động của những kẻ chiếm đóng rất hỗn loạn và những lời lẽ khoa trương trong tuyên truyền của Nga cho thấy sự bối rối của Bộ Chỉ huy Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh nói về nỗi sợ hãi trong hàng ngũ quân đội của Nga và những người ủng hộ họ. Có thông tin cho rằng, quân nhân Ukraine đang tham gia vào các hoạt động trên bộ ở tả ngạn khu vực Kherson. Họ đang chiến đấu để giành toàn quyền kiểm soát Korinki, cách thành phố Kherson 30 km về phía đông bắc và cách sông Dnipro 2 km. Vào thời điểm này, các blogger của Nga cho rằng, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn duy trì các vị trí ở Korinki, nhưng không đồng tình với quy mô của các vị trí này. Vì vậy, một trong số họ tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã tiến tới gần 2 km về phía nam khu định cư. Một người khác tuyên bố rằng lực lượng Ukraine kiểm soát toàn bộ Karinke, mặc dù một MI blogger khác trực tiếp bác bỏ tuyên bố này và tuyên bố rằng lực lượng của Nga đã đẩy một nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine ra khỏi các vị trí ở ngoại ô phía nam của khu định cư. Các nhà tuyên truyền như thông lệ đang cố gắng hạ thấp sự thất bại của quân đội Nga Họ nói rằng các lực lượng Nga đang bắn vào các vị trí của Ukraine gần cầu đường bộ Antonivka, phía Bắc Olesky, cách thành phố Kherson 7 km về phía nam và cách sông Dnipro 4 km, và cầu đường sắt Antonivka ở phía Bắc Bonima, cách thành phố Kherson 10 km về phía đông nam và cách Dnipro 4 km. Một Miloser tuyên bố rằng đã có các cuộc giao tranh gần Grinke và Bishanivka, cách thành phố Kherson 12 km về phía đông nam và cách sông Nieprot 3 km. Mặc dù hầu hết các nguồn tin của Nga đều cho rằng lực lượng Nga chủ yếu sử dụng các đơn vị hàng không và pháo binh để cố gắng đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các vị trí trên bờ đông. Một số nhà tuyên truyền cũng cho rằng lực lượng Ukraine đang sơ tán những người bị thương và chuyển lực lượng mới cùng thiết bị hạng nhẹ qua sông Nieprot để hỗ trợ các vị trí đã chiếm được từ tay quân chiếm đóng. Thư viện nghiên cứu chiến tranh lực lượng Ukraine đã duy trì sự hiện diện ở bờ đông kể từ khi bắt đầu các hoạt động trên bộ lớn hơn bình thường vào đêm 17-18 tháng 10. Các nhà phân tích viết, điều này cho thấy rằng các lực lượng Ukraine đã có thể cung cấp đầy đủ và tăng cường cho các nhóm tiến hành các hoạt động này, bất chấp hoạt động hàng không của Nga dọc theo sông Dnipro tăng lên. Nạn nhân đầu tiên của tên lửa Atrex-M sĩ quan cấp cao của Nga đã bị tiêu diệt ở Berdyansk. Lễ tang của những người chiếm đóng bị loại bỏ do các cuộc tấn công của ATM vào các sân bay của kẻ thù trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã diễn ra ở Nga. Các nhà tuyên truyền đã bắt đầu xuất bản những cáo phó đầu tiên. Đặc biệt, thiếu tá Sergei Korolenko đã được chôn cất vào một ngày khác ở vùng Tver. Theo các phương tiện thông tin đại chung Nga, thiếu tá Korolenko đã thiệt mạng vào ngày 17 tháng 10 có lẽ là do cuộc tấn công vào sân bay Berias, bởi vì vị thiếu tá này giữ chức vụ kỹ sư cao cấp của ngành hàng không của Trung đoàn Trực thăng Huấn luyện và Nghiên cứu số 696 thuộc Trung tâm Sử dụng Chiến đấu và Đào tạo lại phi công số 344 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đã làm việc tại căn cứ không quân này. Vào đêm 17 tháng 10, những vụ nổ mạnh đã vang lên ở Berias, tạm thời bị chiếm đóng của vùng Zaporizhia, cũng như ở Luhansk, Lực lượng phòng vệ Ukraine tấn công sân bay bằng tên lửa AITAS do Mỹ cung cấp. 9 máy bay trực thăng của quân chiếm đóng với nhiều sở đội khác nhau đã bị bắn trúng. Ngoài ra, người ta càng biết rằng các thiết bị đặc biệt, hệ thống phòng không, kho đạn dược và đường băng đều bị phá hủy bởi cuộc tấn công tên lửa AITAS. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh rằng, trong tương lai Ukraine sẽ nhận được nhiều tên lửa HHM tầm xa hơn, bao gồm cả những tên lửa có tầm bắn tăng lên mục tiêu của kẻ thù. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.